mình là Nhung, tụi mình là tên sinh viên nhận như vậy. Hôm nay tụi mình làm vlog này để chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm của tụi mình khi bước vào ngôi trường đại học. Trước khi thi thì mẹ mình có dặn một câu như thế này. Mày ấy mới nói rí, con ạ, vũ phong thí là ta phải bình tĩnh, ta từ tín, đọc kỳ đề. Đó, đọc kỳ đề rồi làm cho hắn ta cảm nha. Còn mà con mà trật á, mẹ cứ yên tâm không phải lo, mẹ sẽ vãi vồn ngoài sàn á. Mẹ mua cho con một con trâu, hai đàn vịt, tá hồ mà đi bứt cỏ rồi dọn cật vịt nha. Rửa cứ trật đi rồi mà về mai chăn trâu mà dọn cật vịt rửa thôi. Không chi mà phải quả tâm lý hết nha con. Cố lên, mẹ anh là rồi á. Chính vì câu nói đó, mình đã dùi bài kinh sử học ngày học đêm học quên ăn quên ngủ và kết quả là mình đã thi đậu đại học. Và khi thi đỗ thì mình Valentina màn hình người lăng linh siêu nét với độ phân giải siêu lớn giúp bạn có thể xem những bộ phim với hình ảnh và âm thanh chân thực và đặc biệt là những buổi đêm. Ngoài ra bạn có thể chơi game với bạn bè với cấu hình các đồ họa siêu khủng. Sản phẩm hai bạn nhận được là một chiếc iPhone sang chảnh với màn hình Retina siêu nét. Các bạn có thể chơi Facebook online suốt ngày đêm mà không lo mẹ la mắng và vì việc suốt ngày cáo đầu về mình. Không như người ta mong muốn và cuộc sống thì lắm phũ phàng. Nhưng mà mẹ mua cho mày cái máy tính Casio Nhật Bản đấy. Còn đây cái điện thoại Nokia này tuy là trắng đen nhưng xài rất tốt nhé, không sợ hư đâu nhé. Ấn tượng đầu tiên của mình khi bước vào môi trường đại học sinh mạng kỹ thuật là rất có rất là nhiều con trai, đi đâu cũng gặp con trai từ đằng cổng trước ra cổng sau, từ trong lớp học ra ngoài hành lang. Mà cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả, bởi vì sao? Bởi vì trường mình là trường kỹ thuật mà. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ là các bạn phải chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống mới, như là việc ăn ở này, việc đi lại này. Và cả phải tự chi tiêu cho bản thân, bởi vì là các bạn không còn sống cạnh bố mẹ nữa. Và mình cũng có một số lưu ý nhỏ cho các bạn khi mà bước vào cuộc sống sinh viên. Thứ nhất, mình mua cho mình ăn thùng mì tôm, bởi vì sao? Mì tôm thì rẻ, dễ chế biến và nhanh. Chỉ trong 3 phút thì mình đã có ngay một tô mì và phù hợp với tất cả bạn sinh viên. Điều thứ hai là các bạn nên tìm ngay cho mình một chỗ ở. Đối với các bạn ở ngoại tỉnh lên thì các bạn nên tìm cho mình một phòng trọ phù hợp với kinh tế gia đình. Còn đối với các bạn khó khăn hơn thì mình khuyên các bạn là nên ở ký túc xá. Vì sao? Vì ký túc xá thì gần trường, ngoại trừ các ký túc xá ở quận 9 thì hơi xa. Nhưng mà không sao vì đã có bến xe buýt số 56 nằm ngay trong ký túc xá. Ở trong ký túc xá thì các bạn có thể sống chung với một cộng đồng sinh viên rất là lớn. Là sinh viên với nhau thì các bạn có thể chia sẻ tất cả mọi thứ một cách dễ dàng mà không có khoảng cách về tuổi tác. Tuy nhiên là ở trong ký túc xá thì nó cũng có một số bất lợi. Bản thân mình là một người rất là có tâm hồn ăn uống, cho nên là việc mà ăn cơm họp thường xuyên thì sẽ rất là ngán. Cho nên bởi vì ký túc xá thì không cho nấu cơm vì nó sợ cháy. Một số sinh viên đã dũng cảm nấu cơm trong ký túc xá và kết quả là như thế này. Đây, đây là gì đó? Muốn thế không thấy cho làm không ăn hả? Ô hay vậy? Ô mai trước xuống phòng lại thấy là biên bản cho tôi liền ngay và lập tức. Tôi nhẹ. Công tâm cô nữ, tạ thị đến luôn, tôi đeo luôn là nổi không. Và còn một số bất lợi khác như thế này. Mẹ vừa mới cho vài đồng tiêu vặt. Thôi thì cứ cấp bạn như đây. Mẹ có khóa mà, chắc là không sao. Khóa lại. Đứa nào lấy tiền của chị? Điều thứ ba về phương tiện đi lại. Đối với các bạn sinh viên có điều kiện thì có xe máy đi. Tuy nhiên, việc mới lên thành phố chỉ quen đường xá thì ba mẹ các bạn có thể không cho. Còn đối với các bạn khác thì có thể đi xe đạp hoặc đi bộ. Nhưng mà một số bạn ngại đi xe đạp thì có thể chọn xe buýt. Và xe buýt luôn là phương tiện ưu tiên hàng đầu đối với bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên ở ký túc xá quận 9. Việc đi xe buýt thì có những mặt lợi là mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Đi xe buýt thì có điều hòa và có người đưa rất hình tráng. Tuy nhiên cũng có một số nhược điểm là người ta nói đợi chơi là hạnh phúc, nhưng chờ đợi xe buýt thì chả hạnh phúc thế nào cả.
việc đi xe buýt thì các bạn không thể được la cà trên các hàng quán ven đường. Và đối với những chiếc xe buýt đông người thì các bạn có thể đứng, và việc này thì không ổn thế nào. Điều thứ tư là các bạn phải chi tiêu một cách hợp lý. Vì sao ư? Khi các bạn còn học cấp 3 thì các bạn được bố mẹ lo chi phí sinh hoạt từ A đến Z. Còn khi lên đại học thì các bạn ra ở riêng, cho nên là mọi chi phí sinh hoạt các bạn phải tự mình lo hết, từ ăn ở, đi lại đến tất cả mọi thứ khác nữa. Với số tiền ít ỏi bố mẹ gửi lên hàng tháng thì các bạn sẽ cảm thấy rất là khó khăn trong cuộc sống. Và nếu như mà các bạn chi tiêu không hợp lý thì sẽ xảy ra những chuyện như thế này. Cái mắt kiến này đẹp quá. Cái áo kia nữa đẹp quá, mua luôn. Tiền không trái túi. Điều cuối cùng, khi bước vào đại học các bạn sẽ sống trong một môi trường hoàn toàn mới, sẽ phải làm quen với thầy cô mới, bạn bè mới và những gì bạn chưa biết trước đó. Đặc biệt là bạn phải sống trong một môi trường hoàn toàn khác môi trường cấp 3. Vì vậy bạn phải sống hòa đồng và thân thiện hơn. Tôi khuyên các bạn nên tham gia các câu lạc bộ đội nhóm, đặc biệt ở trường sư phạm kỹ thuật thì có rất nhiều câu lạc bộ đội nhóm như là đội công tác xã hội, câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ handmade, để làm cho các bạn linh hoạt hơn và sống hòa đồng hơn. Cuối cùng chúng mình muốn nói là chúng mình tự hào là